Nhà đất Tứ Chiến, chuyên gây bán nhà đẹp, chuyên bán bất động sản thành phố Đà Nẵng. Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Tiếp tục hôm nay sẽ giới thiệu quý anh chị một mẫu nhà. Đây là một mẫu nhà trong kiệt của đường Tiểu La. Đây là một sản phẩm nhà đẹp rất là đẹp, có thể nói là siêu phẩm của các siêu phẩm nha quý anh chị. Mặc dù nằm trong đường kiệt, kiệt là kiệt chính xác là 3,5 m, chúng ta ô tô vào vẫn được nhưng mà hơi cắn xe máy, cho nên là căn nhà này chỉ nằm sau căn nhà mặt tiền đường Tiểu La nha quý anh chị. Nằm sau nhà mặt tiền thôi. Kiệt nói chung là kiệt 3,5 m, cho nên là chúng ta cắn xe máy, cho nên là chúng ta không thể đậu xe trước nhà được. Đây, hôm nay sẽ giới thiệu đến quý anh chị đây một mẫu nhà vừa mới hoàn thiện xong vào hôm qua. Căn nhà được xây dựng trên diện tích đất là 70 m², bề ngang 4 m, bề dài 17 m, nằm hướng đông. Căn nhà có thể nói là rất là đẹp. Khi chúng ta xem xong những hình đoạn trước thì chúng ta thấy được rằng căn nhà này được xây dựng trên bằng tay của kiến trúc sư rất đẳng cấp ở thành phố Đà Nẵng. Căn nhà nằm vị trí trong kiệt của đường Tiểu La, nằm sau lưng cái nhà mặt tiền thôi quý anh chị nha. Chúng ta đậu xe ô tô thì chúng ta có thể đậu ở ngoài đường lớn, để xe ô tô chúng ta cách nhà này khoảng 50 m thôi. Và đây là không gian căn nhà của tiếp tục. Đây là không gian phòng khách. Vâng, căn nhà được xây dựng với lối kiến trúc thiết kế rất là hiện đại, gam màu rất là hiện đại luôn quý anh chị. Căn nhà hầu như là chúng ta không có một cái điểm chết trong căn nhà này. Về công năng và bố trí thiết kế, căn nhà này thì đảm bảo quý anh chị nào xem thực tế chúng ta sẽ không có cái điều gì để chê cả. Một mẫu nhà xây dựng rất là hiện đại, có bằng tay kiến trúc sư rất là đẳng cấp bên phố Đà Nẵng luôn. Không gian căn nhà là chiều ngang 4 m, chiều dài 17 m². Chúng ta có khu vực phía trước là sân để xe. Thì khu vực sân để xe chúng ta trừ khoảng 2,5 m để chúng ta có thể đủ bỏ chiếc 3-4 chiếc xe máy. Và khu vực phòng khách thì chúng ta trang bị đầy đủ nội thất rồi. Chúng ta có sofa đầy đủ, bàn ghế. Công năng căn nhà thì tầng trệt chúng ta được bố trí một phòng khách, một phòng bếp, một toilet và một phòng ngủ phía dưới. Căn nhà có bề dài 17 m, rất là dễ thiết kế công năng. Đây là khu vực phòng bếp. Đây, khu vực phòng bếp gắn liền với phòng khách tạo chúng ta một cái cảm giác rất là đẹp. Và căn nhà này được chính gia chủ thiết kế và đặc biệt là xây dựng nội thất thiết kế rất là đẹp, toàn sử dụng các vật liệu cao cấp nha quý anh chị. Đây là khu vực bếp, thì tủ bếp thì gia chủ thiết kế theo mẫu gỗ công nghiệp của An Cương, mẫu gỗ cao cấp nhất luôn. Mặt bếp thì chúng ta có được mặt đá hoa cương. Vâng, đây là không gian gần bếp thiết kế rất là đẹp, đảm bảo quý anh chị thì tới xem chúng ta sẽ thích ngay. Và giá bán hiện tại cũng rất là phải chăng luôn quý anh chị nha. Một căn nhà nằm sau lưng con đường Tiểu La, thuộc khu vực Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vị trí nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng luôn quý anh chị. Hòa Cường Bắc là vị trí rất là tốt, an cư rất là tốt, ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Chúng ta cách sân bay đúng y là 5 phút đi xe máy. Chúng ta ra đường Nguyễn Thọ rất là gần luôn. Và chúng ta ngay trung tâm rồi, chúng ta đi đến cầu Rồng, cầu sông Hàn thì mất khoảng là đúng 5 phút. Qua biển Mỹ Khê mất 10 phút thôi. Đây là khu vực trung tâm của trung tâm thành phố Đà Nẵng rồi, khu vực tập trung rất là nhiều trường đại học, cao đẳng cũng như là siêu thị, chợ đầu mối, siêu thị rất là nhiều. Vâng, đây là khu vực không gian các phòng ngủ phía dưới của tầng trệt. Trong phòng phía dưới tầng trệt này dành cho người lớn tuổi, cho nên là thiết kế không gian cũng rất là nhỏ. Phòng này tầm khoảng là 12 m², được bố trí đầy đủ. Chúng ta có giường ngủ, tủ, chân ga gối đầy đủ. Và khu vực gia chủ thiết kế phía sau này rất là thoáng luôn. Chúng ta có một khoảng không gian giếng trời ở phía sau này, lấy ánh sáng cho căn phòng ngủ, tạo cho không gian thoáng, không có bí bách trong căn nhà này. Thông thường những cái tầng trệt, phòng ngủ tầng trệt thì chúng ta rất ít có không gian để mà lấy ánh sáng như căn nhà này. Nhà này đã có thể nói là đã thiết kế rất là đẳng cấp nha quý anh chị. Vâng, gia chủ là một kiến trúc sư nổi tiếng, cho nên là thiết kế với
tỉ mỉ đến từng chi tiết. Không gian căn nhà này chúng ta không thể chê được vào đâu được. Chúng ta có thiết kế rất là đẹp luôn, phù hợp với công năng của tất cả mọi người luôn. Đây, khu vực phòng bếp nối liền với phòng khách, tạo chúng ta một cái không gian rất là đẹp trong căn nhà này. Và tiếp theo thì tôi đi đến khu vực cầu thang. Vâng, với diện tích là 70m² và nằm hướng đông, nằm trung tâm của khu vực Hòa Cường Bắc, thành phố Đà Nẵng. Căn nhà có thể nói là trang bị đầy đủ hết mức có thể rồi, chỉ thiếu 89% là xong rồi chú anh chị. Hiện tại vẫn còn thiếu những cái vật dụng mà điện tử như là tủ lạnh, máy điều hòa và tivi thôi. Cái đó thì gia chủ hiện tại không bỏ vào. Quý anh chị, chúng ta thích mẫu và hệ và hãng nào chúng ta có thể mua về để chúng ta lắp thêm. Vâng, công năng căn nhà và thiết kế, vị trí, những bố trí rất là hợp lý luôn. Vâng, không gian cửa phòng thì chúng ta dùng cửa nhựa composite, cửa nhựa chống mối mọt, chống ẩm rất là tốt. Các không gian tường như những cái mảng tường được ốp nhựa đã gỗ rất là đẹp, tạo chúng ta một không gian có đủ màu sắc trong căn nhà, nhìn rất là hiện đại luôn anh chị. Đây, khu vực tiếp theo là khu vực mình thích nhất trong căn nhà này chính là khu vực toilet, phòng tắm này. Phòng tắm này rất là đẹp, rất là rộng lớn. Chúng ta có thể thỏa thích ở trong phòng tắm này tắm bao nhiêu cũng được, có bồn tắm nằm, bồn tắm nằm và bồn tắm đứng luôn, rất là tiện nghi. Khu vực tường toilet thì được ốp đầy đủ đá tự nhiên, rất là đẹp nữa quý anh chị. Đảm bảo là đây là một những thiết kế đỉnh nhất của năm 2022. Gia chủ là một người xây dựng rất có tâm, cho nên là anh chị thấy rằng là thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn, không có cái điểm gì chúng ta có thể chê trong căn nhà này cả. Vâng, căn nhà được xây dựng này với công năng là một trệt, hai lầu và một sân thượng. Ở đây chúng ta kêu gọi là 4 tầng. Không gian tầng trệt chúng ta có một phòng ngủ, không gian tầng 2 chúng ta thiết kế hai phòng ngủ riêng biệt. Không gian tầng 3 chúng ta có một phòng ngủ và một phòng thờ. Và không gian tầng 4 là sân thượng chiêu rất là đẹp. Không, khu vực sân thượng chúng ta tí nữa chúng ta sẽ xem khu vực sân thượng rất là đẹp nha quý anh chị. Đây là khu vực phòng ngủ phía trước của căn nhà, nằm ở tầng 2. Nói chung thì mỗi phòng vệ sinh trong căn nhà này thì được trang trí giống như nhau, đều được ốp lát, sử dụng nhất nội thất gạch rất là đẹp, cao cấp. Đây là khu vực căn phòng phía trước, thì khu vực này chúng ta có cửa sổ và cửa chính, khu vực lấy ánh sáng rất là đẹp cho căn nhà. Tại ban công này chúng ta có thể thấy được trước nhà và hàng xóm xung quanh. Vâng, căn nhà nằm sau chính sau lưng cái nhà mặt tiền tiểu la thôi quý vị nha. Đường tiểu la, đường trung tâm của khu vực Hòa Cường Bắc, đường huyết mạch. Nếu quý anh chị nào ở khu vực Hòa Cường Bắc thì chúng ta có thể biết được rằng khu vực này như thế nào, khu vực trung tâm của các trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Đây là khu vực cái bàn làm việc của phòng ngủ chính. Mỗi căn phòng chúng ta có một toilet bên trong riêng, rất là tiện nghi. Phòng ngủ thì full nội thất, giường ngủ, bàn trang điểm, tủ quần áo, chăn ga, gối đệm. Phòng vệ sinh chúng ta đều có là phòng rửa mặt, bồn cầu, bồn tắm đứng, vòi sen, rất là tật 100% rồi, chúng ta không thiếu cái gì cả. Căn nhà này chúng ta chỉ xách vali vào ở thôi, và giá bán cũng rất là hợp lý nha quý anh chị. Giá bán của căn nhà này đang là 5.590.000.000. Vâng, giá bán là 5.590.000.000, gần 5.6 tỷ cho một căn nhà 4 tầng như thế này.
Một căn nhà được thiết kế rất là hoàn hảo, công năng đầy đủ. Căn nhà này thì nếu chúng ta ở khu vực này chúng ta mua đất và xây nhà thì giá có thể cao hơn rất nhiều. Vì gia chủ này là gia chủ người thiết kế và có sẵn đất cho nên là anh ta rao bán với giá rất là hợp lý. Vâng, giá 5 tỷ 6 cho một căn nhà siêu đẹp như thế này thì rất là hợp lý thời điểm này. Đảm bảo quý anh chị rằng là chúng ta nếu chúng ta mua đất ở khu vực này chúng ta xây thì đương nhiên sẽ rất là cao hơn giá căn nhà này luôn. Và vị trí cũng như là thiết kế căn nhà này không bằng căn nhà này được. Vâng, chúng ta nằm trong kiệt của đường Tiểu La và nằm trong khu vực dân cư dân trí rất là cao. Đây là khu hoàn toàn là dân mới cho nên là không có những thành phần tạp nham, những thành phần tầm bậy được trong khu phố này. Và khu vực ở Đà Nẵng thì như anh chị đã biết rồi, thì khu vực này chúng ta là thành phố đáng sống nhất của thành phố Đà Nẵng. Khu vực này chúng ta không bao giờ sợ ăn trộm ăn cắp, khu vực an ninh nhất thành phố của Việt Nam luôn. Cho nên quý anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta yên tâm. Đây là khu vực căn phòng ngủ nhỏ phía trên tầng 3 nha quý anh chị. Thì tầng 3 này là có một phòng ngủ nhỏ và một phòng thờ lúc nãy. Và đây là phía sau thì chúng ta có một trang trí một sân phơi. Sân phơi và một phòng vệ sinh ở đây. Rồi, căn nhà để thiết kế với 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, rất là tiện lợi luôn. Không gian căn nhà xây dựng rất là hoàn chỉnh, rất là tỉ mỉ. Giá bán cũng rất là hợp lý nha quý anh chị. Căn nhà này đang được bán với giá là 5 tỷ 590 triệu, có bớt chút ít cho quý anh chị. Chúng ta thiện chí thì chúng ta gặp chính chủ để chúng ta thương lượng thêm ít nữa. Vâng, tiếp tục thì chúng ta đi lên không gian của phần sân thượng. Thì sân thượng thì chúng ta đi lên bằng cầu thang uốn, cầu thang sắt này. Vâng, đây là một trong những con nhà có thể nói là thiết kế siêu đẹp, siêu phẩm của trong những siêu phẩm mà Tứ Chiến từng review. Một tuyệt phẩm có thể nói rất là đẹp, nằm ngay trung tâm phố Đà Nẵng. Với giá 5 tỷ 6 thì chúng ta không thể tìm được căn nhà nào mà đẹp như thế này được. Và nếu chúng ta mua đất thành phố Đà Nẵng thì chúng ta hiện tại đất rất là cao rồi. Nếu đất như thế này, vị trí như thế này, hiện tại chúng ta có thể mua tầm 3 tỷ 8 thì chúng ta xây dựng căn nhà này hay cũng hơn 2 tỷ nữa. Cho nên đây là một mức giá hiện tại rất là vừa phải, rất là hợp lý cho quý anh chị là muốn định cư tại Đà Nẵng. Đây là khu vực không gian chiêu, không gian sinh hoạt, không gian chúng ta quay quần cùng gia đình trong những ngày cuối tuần, rất là đẹp nha quý anh chị. Còn sân thượng chiêu chúng ta có một hồ cá nông bộ và khu vực trồng cây xanh rất là nhiều, tạo chúng ta một cảm giác rất là thoải mái trong căn nhà này. Vâng, hồ nông bộ thì rất là đẹp, rất là tự nhiên. Vâng, nếu quý anh chị thấy hay, video hữu ích thì để lại bình luận và nhấn like, share cho bạn bè chúng ta xem nhé. Nhớ đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ bên Tứ Chiến nha. Tứ Chiến sẽ ngày càng phát triển và up nhiều video nhà đẹp hơn nữa cho quý anh chị xem. Vâng, xin chào quý anh chị và hẹn gặp lại.